thấy 72.5 nên là thấy phát triển tốt. Thấy tránh nhiều cây như 72.5 nên là tránh thì rất nhiều. Trồng dưa leo sen hồng lại thành 72.5, thấy như thế nào anh? Thấy ruộng dưa thế này là tuyệt vời á, cỏ đậu mùa nắng như thế này, nhiệt độ cao mà đậu thế này là quá chuẩn rồi. Cây khỏe phát triển mạnh, trái nần đầu nần đuôi đấy. Dạ. Rất đẹp đấy. Cái giống này như thế này chịu nhiệt là cực kỳ rồi, đứng đầu bảng đấy. Sen hồng tới đây trồng nhiều này. Cái trái dưa bác ăn có bị đắng không? Không. Thế ăn thì không đắng. Không bị đắng đâu không bác? Ừ. Dạ. Cái quan trọng nhất mà trồng ở cái mùa này này. Dạ. Để mà ăn cái quả dưa mà nó không đắng thì mới đạt được. Dạ. Đây là dưa leo sen hồng SH 72.5 được trồng tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nha bà con. Bác thấy như thế nào hai bác Lâm? Dưa không đắng. Đúng rồi, cái chất lượng tốt, trọng chưa ngon. Giòn không bác? Giòn, không đắng. Dạ. Giòn. Dạ. Mấy năm này chất lượng tốt, trọng quá chuẩn rồi. Xiên hồng đến giờ phút này đảm bảo đúng chất lượng. Chiều dài của trái dưa leo SH 72.5 khi bước vào giai đoạn thu hoạch ở những cử đầu tiên. Bà con mình thấy trái có chiều dài là khoảng 17 đến 18 cm. Và khi thu hoạch ở những cử thứ 5, thứ 6 trở lên thì trái sẽ đạt cái chiều dài ổn định là từ 18 đến 19 cm nha bà con. Dưa leo SH 72.5 trái cân đầu cân đuôi nha. Và trái có một cái màu da xanh nè. Trên trái có một lớp phấn mỏng. Khi mà lau lớp phấn này ra thì bà con mình sẽ thấy trái sẽ có hơi bóng nhẹ nha bà con. Dưa leo sen hồng SH 72.5 ăn giòn, ngọt và đặc ruột nha bà con. Thời gian bây giờ là xanh nắng nóng là nó xanh nó tốt cho trái như thế này là cũng là lần đầu tiên cái giống dưa này. Trái tôi ăn rồi, ngọt chưa, à, không có đắng tới đầu. Thì nhà chị từ trước bây giờ trên vườn, trong vườn, ngoài vườn thì là sen hồng hết rồi. Dưa leo sen hồng SH 72.5 là dòng dưa leo chịu nhiệt cho nên rất là phù hợp cho bà con mình trồng ở trong điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng như là ở khu vực Bắc miền Trung cũng như là khu vực miền Bắc nha bà con. Với cái điều kiện thời tiết khí hậu và khắc nghiệt như vậy nhưng mà trồng dưa sen hồng SH 72.5 dàn lực tốt như thế này và cũng như là cho cái năng suất và cái dàn trái rất là nhiều thì bác an tâm không bác? Thấy vậy vui không? Được, thấy như là nhìn ông mà thấy được như là cái giống vẫn đạt là tốt rồi. Dạ. Như Quỳnh xin kính chào quý bà con mình nha. Xin kính thưa quý bà con, hiện tại Như Quỳnh và anh em công ty hạt giống sen hồng đang có mặt tại huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Chắc hẳn bà con mình đang thắc mắc là trong cái điều kiện thời tiết mùa hè, thời tiết vô cùng là khắc nghiệt ở tại khu vực miền Trung hay là miền Bắc thì nên trồng dưa leo nào là phù hợp đúng không bà con? Thì với phóng sự ngắn này, Như Quỳnh sẽ giải đáp cho bà con mình về giống dưa leo sen hồng SH 72.5, dòng dưa leo chịu nhiệt của công ty hạt giống sen hồng phù hợp như thế nào với khu vực ở miền Trung và miền Bắc trong điều kiện thời tiết là mùa nắng nóng khắc nghiệt. Và không để quý bà con mình chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ đây mời quý bà con mình cùng theo chân Quỳnh và anh em công ty hạt giống sen hồng tham quan dòng dưa leo sen hồng SH 72.5 cũng như là gặp gỡ chủ ruộng là bác Tình để nghe bác chia sẻ về giống dưa leo sen hồng SH 72.5 trồng tại huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa cho kết quả như thế nào nha bà con. Kính thưa bà con, Thanh Hóa nói riêng cũng như khu vực miền Trung và miền Bắc nói chung về thời tiết khí hậu thì vừa trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm và hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng nha bà con. Như quý bà con mình biết, khác với các khu vực khác, vào mùa nắng nóng ở đây thời tiết rất là khắc nghiệt, có thể nói là khắc nghiệt nhất cả nước. Vào mùa này, nhiệt độ cao nhất rơi vào tầm khoảng 37 đến 40 độ C, có khi trên 40 độ C luôn nha bà con. Với một nền nhiệt cao cộng với độ ẩm thấp thì làm cho việc canh tác nông nghiệp, canh tác cây rau màu của bà con nơi đây gặp rất là nhiều khó khăn. Thưa bà con, mặc dù sinh trưởng và phát triển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng dưa leo SH 72.5, dòng dưa leo chịu nhiệt của công ty hạt giống sen hồng, như bà con mình quan sát thấy ha, cây vẫn khỏe, cành nhánh vẫn phát triển rất là tốt nha bà con. Về khả năng ra bông đậu trái, Quỳnh mời bà con mình cùng xem từ dưới gốc lên nè. Thưa bà con, ruộng dưa leo sen hồng SH 72.5 chỗ bác Tình trồng hiện đang cho thu hoạch ở cử thứ 3, tức là đang cho thu hoạch ở những cử đầu tiên nha bà con. Bà con mình thấy trái gốc nha, trái suông thẳng và rất đồng đều nha bà con. Bà con mình thấy phía dưới thì cây đang cho thu hoạch trái gốc,
Còn bên trên thì tiếp tục cây đang cho ra những nụ non, trái non rất là nhiều nha bà con. Bà con mình thấy nè, mỗi mắt mỗi nụ, nụ đậu dài từ dưới lên trên, nụ rất là nhiều nha bà con. Quỳnh mời bà con mình cùng tiếp tục xem nha. Bà con mình thấy thời tiết khắc nghiệt nhưng giống dưa leo sen hồng SH72.5, dòng dưa leo chịu nhiệt, có khả năng thích nghi tốt với mùa nắng nóng, cây sinh trưởng và phát triển khỏe, cành nhánh phát triển tốt, nhiều nụ và đậu trái tốt, phải không bà con? Và thưa bà con, trong thời tiết nắng nóng và cây thì đang trong giai đoạn ra bông đậu trái như thế này, Quỳnh có một lưu ý nhỏ gửi đến bà con mình, đó là bà con mình nên phun bổ sung hàm lượng canxi bo kết hợp với tạo mầm hoa 10-60-10. Như thế sẽ giúp cho cây dưa leo của bà con mình không bị khô hạt phấn, từ đó cây dưa leo sẽ đậu trái tốt hơn nha bà con. Còn trong giai đoạn mà cây dưa leo của bà con mình đã đậu trái và đang nuôi trái thì bà con mình chú ý giùm Quỳnh là nên cân đối hàm lượng NPK trong phân bón. Bà con mình có thể chọn dòng 20-20-15 sẽ giúp cho cây hấp thụ và nuôi trái tốt hơn nha bà con. Bác Tình ơi, cho em hỏi thăm với là mình trồng ở đây là diện tích bao nhiêu hả bác? Một sào 500 m². Tổng diện tích mình trồng ở đây là mình trồng một sào trung bộ là 500 m² hả bác? 500 m². Dạ, thì bác cho em hỏi thăm là được rồi á, là mình trồng bao nhiêu gói hạt giống hả bác? 3.5 gói. 3.5 gói. Dạ, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy, dòng dưa leo sen hồng 72.5 mình trồng từ khi mình bỏ hạt á đến ngày mình thu hoạch là bao nhiêu ngày hả bác? Ươm hạt mất 5 ngày. Dạ. Thì 28 ngày là được thu bối. 28 ngày là mình thu bối? 28 ngày. Dạ, cộng với lại 5 ngày mình ươm nữa là khoảng 33 ngày. Dạ, thì với cái điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng như vậy thì bác Tình cho em hỏi là về khả năng nảy mầm của dòng dưa leo SH72.5 thì bác thấy như thế nào? Hạt giống nhìn lên tốt. Rồi còn về khả năng phát triển cây cối trong đồng ruộng? Tôi thấy 72.5 nên là thấy phát triển tốt. Dạ, bác Tình cho em hỏi là về khả năng cho ra hoa đậu trái trong cái điều kiện thời tiết là mùa nắng nóng như hiện tại đây thì bác thấy như thế nào? Thấy trái nhiều, cây như 72.5 nên là trái thì rất nhiều. Dạ. Tôi lại 3 lần nữa. Dạ. 3 lần lại, chiều nay lại tiếp. Dạ. Dạ, bác Tình cho em hỏi thăm là về mẫu mã trái như thế này đây thì bạn hàng thương lái thu mua thì có chia sẻ, có đánh giá gì không bác? Cỏ thì thấy được, đẹp á, nhìn cỏ thì xuân đẹp. Dạ, chung là quả bà con bạn hàng thương lái thu mua là ưa chuộng hả bác ha? Dạ. Dạ, thấy như dạ, kết quả như ngày hôm nay thì bác của mình có an tâm về dưa leo sen hồng 72.5 chưa bác? Được, thấy như là tôi thấy hài lòng. Dạ. Giới thiệu bà con mình, đây là anh Lịch đến từ Yên Định của Thanh Hóa mình. Rồi. Ngày hôm nay dành thời gian đến đây để tham quan dòng dưa leo sen hồng SH72.5. Thì anh Lịch cho em hỏi thăm là ngày hôm nay mình đến đây mình tham quan mình thấy như thế nào anh? Thấy ruộng dưa thế này là tuyệt vời á, cỏ đậu mùa nắng như thế này, nhiệt độ cao mà đậu thế này là quá chuẩn rồi. Dạ. Thấy cây khỏe không anh? Cây khỏe, phát triển mạnh. Dạ, thấy trái trăng dày đặc không ha anh Lịch? Dạ, trái nành, nành đầu, nành đuôi đấy. Dạ. Thấy rất đẹp đấy. Dạ. Dạ, thấy cảnh quả như vậy thì anh Lịch thấy là dòng SH72.5 này là trồng trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng ở tại Thanh Hóa mình đây được anh Lịch ha? Được, được. Trồng cái giống này như thế này chịu nhiệt là cực kỳ rồi, đứng đầu bảng rồi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh Lịch nhiều nha. Vậy là an tâm là về mình có trồng dưa leo là trồng leo sen hồng SH72.5 trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng ha. Rồi, rồi. Tôi đang trồng giống NH80 của công ty trên hầu rồi. Dạ. Đấy, hiện nay tôi trồng NH80. Dạ. Cái này tới đây trồng nhiều này. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Lịch nhiều nha. Và sau đây, Như Quỳnh mời quý bà con xem về hình ảnh bao bì của dòng dưa leo sen hồng SH72.5 nha bà con. Và đối với dưa leo SH72.5 được đóng gói với khối lượng tịnh là 10g, tương ứng với khoảng 320-370 hạt nha bà con. Và đối với 1.000 m² thì bà con mình có thể sử dụng là từ 7-8 gói hạt giống. Và như bác Tình chia sẻ ở đây là với một sào trung bộ 500 m² thì trung bình bà con mình sử dụng từ 3-4 gói hạt giống nha. Đối với một sào bắc bộ là 360 m² thì sẽ từ là 2-3 gói hạt giống nha bà con. Và tùy theo mật độ của bà con mình trồng và mô hình trồng của bà con mình nữa.
thì bà con mình cân đối lượng hạt giống nha. Và về thời gian cho thu hoạch của dòng dưa leo sen hồng SH72.5 thì tùy theo điều kiện thời tiết khí hậu. Như trong điều kiện thời tiết khí hậu mùa nắng hiện tại ở đây, thời gian cho thu hoạch trung bình là từ khoảng 30 đến 35 ngày sẽ cho thu hoạch nha bà con. Và đối với dưa leo sen hồng SH72.5, năng suất trung bình cho thu hoạch trên 1.000 m2 thì sẽ đạt khoảng 3 đến 4 tấn nha bà con. Và sau đây thì Quỳnh mời quý bà con cùng xem cận cảnh về mẫu mã trái dưa leo sen hồng SH72.5 nha bà con. Kính thưa quý bà con, trên tay Quỳnh đang cầm đây là mẫu mã trái dưa leo SH72.5 đang bước vào giai đoạn thu hoạch ở những cử đầu tiên. Do là mới thu hoạch ở những cử đầu tiên cho nên là trái dưa sẽ chưa đạt được chiều dài ổn định nha bà con. Quỳnh sẽ đo cho bà con mình cùng xem về chiều dài của trái dưa leo SH72.5 khi bước vào giai đoạn thu hoạch ở những cử đầu tiên. Bà con mình thấy trái có chiều dài là khoảng 17 đến 18 cm. Và khi thu hoạch ở những cử thứ 5, thứ 6 trở lên, tức là càng lên trên thì trái sẽ đạt cái chiều dài ổn định là từ 18 đến 19 cm nha bà con. Bà con mình thấy dưa leo SH72.5 trái cân đầu cân đuôi nha. Và trái có một cái màu da xanh nè. Trên trái có một lớp phấn mỏng. Khi mà lau lớp phấn này ra thì bà con mình sẽ thấy trái sẽ có hơi bóng nhẹ nha bà con. Dưa leo sen hồng SH72.5 ăn giòn, ngọt và đặc ruột nha bà con. Với mẫu mã trái như thế này thì được bạn hàng thương lái không chỉ riêng ở khu vực Thanh Hóa mà còn ở các khu vực khác đều rất là ưa chuộng dòng dưa leo sen hồng SH72.5 nha bà con. Và do là dưa leo sen hồng SH72.5 là dòng dưa leo chịu nhiệt cho nên rất là phù hợp cho bà con mình trồng ở trong điều kiện thời tiết khí hậu nắng nóng như là ở khu vực Bắc miền Trung cũng như là khu vực miền Bắc nha bà con. Và sau đây thì Như Quỳnh xin mời quý bà con mình cùng xem về mật độ trồng của bà con mình ở khu vực Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa đây trồng ha. Thì đầu tiên về hàng cách hàng thì bà con thấy là hàng cách hàng tầm khoảng 40 cm nha bà con. Đây, tức là 4 tấc á. Đây bà con mình thấy ha. Và về cây cách cây thì đây, cây cách cây là đây cũng khoảng 40 cm luôn. Đây bà con mình thấy ha, 40 cm nha bà con. Với cái mật độ như thế này thì phù hợp và thích hợp cho cái dưa leo trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng ở tại khu vực Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa rồi nha bà con. Và nếu như bà con mình trồng dưa leo mà trong điều kiện thời tiết mùa mưa thì bà con mình có thể là trồng thưa ra một tí nữa là trung bình tầm khoảng 50 đến 60 cm cây cách cây ha. Còn về cái bề mặt liếp ở đây thì sẵn Quỳnh cũng giới thiệu bà con mình xem luôn nha. Cái bề rộng của mặt liếp ở đây thì chỗ chủ ruộng ở đây làm là khoảng 70 cm nha bà con. Đây bà con mình thấy ha, cái bề rộng của mặt liếp 70 cm ha. Bác tên ở sẵn đây, nhà bác chia sẻ giúp em với. Em thấy ở đây là mình không có kéo ống nhỏ giọt nè, cũng như là không có sử dụng màng phủ nông nghiệp. Thì cho em hỏi thăm với nhà bác Tình, chia sẻ với bà con mình để bà con mình hiểu hơn là ở khu vực Thọ Xuân Thanh Hóa mình canh tác cây trồng như thế nào á. Về cái nguồn nước tưới thì ở đây là mình tưới nước như thế nào hết bác? Tôi thì đất thì tôi cứ lồng xong là tôi cấy xong là lấy nước. Lấy nước là không phủ áo ni lông không? Dạ. Chỉ có làm bình thường như thôi. Dạ. Làm tưới nước vô ruộng như thế nào hả bác? Là mình khai nước trực tiếp. Khai nước không? Đây, sẵn nước. Dạ. Kính thưa quý bà con, thì như vừa rồi là bác Tình có chia sẻ thì nguồn nước ở đây của bà con mình có thể là chủ động được. Và kế bên Quỳnh đây như bà con mình thấy là trước mỗi một cái cánh đồng là đều có những cái con kênh nhỏ như thế này để phục vụ cho nông nghiệp. Cho nên là bà con mình có thể chủ động được cái nguồn nước giúp cho cái cây dưa leo cũng như là cây rau màu của bà con mình phát triển được tốt hơn. Bác Tân ơi, vào cái điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm ở tại Thanh Hóa mình đây thì bao lâu mình mới tưới một lần bác? Nước thì 10 ngày cho một lần. Dạ, vậy là cứ tầm khoảng là một tuần đến 10 ngày là bắt đầu mình cho một lần, từ 7 đến 10 ngày. Nếu mà không mưa. Dạ, nếu không mưa. Mùa mưa thì chả cần. Dạ, chung là với một cái điều kiện thời tiết vô cùng là khắc nghiệt nắng nóng như vậy, nhưng mà cái trái dưa bác ăn có bị đắng không? Không, trái ăn thì không đắng. Không bị đắng đâu không bác? Ừ. Dạ.
con chào bác Lâm. Kính thưa quý bà con, thì như bà con mình cũng biết, dưa leo là một trồng dưa rất là mẫn cảm với nhiệt độ thời tiết, và đặc biệt đó là cái điều kiện thời tiết mùa nắng nóng, thì cái hiện tượng mà trái dưa bị đắng ở khu trái thì rất là dễ bắt gặp. Nhưng mà đối với dòng dưa leo sen hồng EH72.5 được bà con mình chia sẻ là hạn chế cái tình trạng bị đắng trái dưa rất là nhiều. Thì tai nghe không bằng mắt thấy, thì ngay sau đây mình sẽ nhờ bác Lâm kế bên cạnh mình đây thử một trái dưa để nghe bác Lâm chia sẻ là xem trái dưa nó có bị đắng trái hay không nha bà con. Cái quan trọng nhất mà trồng ở cái mùa này này, dạ, để mà ăn cái quả dưa mà nó không đắng thì bị đạt được. Dạ, đây là dưa leo sen hồng EH72.5 được trồng tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nha bà con. Bác thấy như thế nào hả bác Lâm? Dưa không đắng. Đây là dưa sen hồng EH72.5 là trồng được trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng tại Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa mình đây ha bác ha. Đúng rồi. Dạ. Bác Lâm trồng dưa leo sen hồng EH72.5 thì giờ là cho kết quả tốt và trái dưa ăn ngọt như thế này thì là rất là thành công bác ha. Đúng rồi, cái dưa xuyên hồng này là đến giờ phút này là đảm bảo đúng chất lượng. Dạ rồi, em cảm ơn bác Lâm rất là nhiều nha. Mấy cái chia sẻ rất là nhiệt tình. Dạ, cảm ơn bác. Bà con mình biết sao mà chỗ bác Tình đây trồng dưa không bị đắng mà một số khu vực khác bà con mình lại gặp cái hiện tượng dưa leo bị đắng đầu trong cái thời tiết mùa nắng này không bà con? Quỳnh cũng xin giải thích bà con mình để bà con mình hạn chế được cái tình trạng mà trái dưa bị đắng trong cái điều kiện thời tiết là mùa nắng nóng. Thì như chỗ bác Tình có chia sẻ là cái nguồn nước ở đây bác Tình chủ động được, đó là một cái điều rất là quan trọng cho cây dưa leo trong cái điều kiện thời tiết là mùa nắng nóng đây nha bà con. Tức là nếu bà con mình trồng dưa leo á, trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, thì nếu như dưa bị thiếu nước là trái dưa nó sẽ dễ gặp cái tình trạng là bị đắng đầu trái nha bà con. Và đó là cái nguyên nhân quan trọng nhất cho cái lý do tại sao mà dưa leo bị đắng đầu trái. Và đặc biệt thêm một cái nữa là bà con mình cân đối cái hàm lượng đạm, lân và kali trong cái phân bón lá của bà con mình. Bà con mình hạn chế đi dư đạm. Lý do tình trạng mà đi dư đạm á cũng làm cho trái dưa leo của bà con mình bị cái hiện tượng đắng trái nha bà con nha. Và em cũng xin cảm ơn bác Tình rất là nhiều. Em cũng xin cảm ơn bác Tình ngày hôm nay đã tạo cái cơ hội để anh em công ty Chấm Sen Hồng đến đây để gặp gỡ bác Tình và bà con mình ở tại khu vực Thọ Xuân của Thanh Hóa đây và xem dưa leo sen hồng EH72.5 để bà con mình ở các khu vực khác có thể biết được là đây là dòng dưa leo chịu nhiệt và phù hợp trồng ở trong điều kiện thời tiết là mùa hè, mùa nắng nóng tại khu vực miền Trung và miền Bắc của mình. Và em cũng thay mặt cho anh em công ty Chấm Sen Hồng chúc bác Tình với lại gia đình là luôn được dồi dào sức khỏe, trúng mùa, trúng giá, đồng hành cùng với hạt giống sen hồng nha. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ, em cảm ơn. Giới thiệu bà con mình đây là anh chị mình đến từ ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, và anh chị cũng đang đồng hành cùng với công ty hạt giống sen hồng qua rất là nhiều các loại cây trồng và được anh chị trồng mình những cái chia sẻ rất là tốt. Thì ngày hôm nay anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham quan dòng dưa leo sen hồng EH72.5 được trồng tại Thọ Xuân ở đây. Thì anh chị ơi, cho em hỏi thăm là mình ngày hôm nay đến đây mình tham quan thì mình thấy cây dưa leo sen hồng EH72.5 phát triển như thế nào? Thấy vậy là an tâm về khu vực của mình trồng hả anh chị? Thì nhà chị từ trước bây giờ trên vườn, trong vườn, ngoài vườn thì là sen hồng hết rồi. Dạ dạ. Áo cũng sen hồng, mũ cũng sen hồng. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ngày hôm nay là đường xá xa xôi, anh chị dành thời gian đến đây để tham quan với công ty hạt giống sen hồng, em rất là cảm ơn. Kính thưa quý bà con, thì Quỳnh xin lưu ý lại một lần nữa đến quý bà con mình về cây dưa leo hay là các loại cây họ bầu bí khác cũng như vậy. Quỳnh xin khuyến cáo quý bà con mình là thu trái nhỏ lại. Chẳng hạn ví dụ như là dòng dưa leo sen hồng EH72.5 này, bà con mình thu trái nhỏ lại một chút xíu nữa thì sẽ giúp cho cái khả năng ra hoa đậu trái của cây dưa leo sẽ được tốt hơn. Và khi mà trái lên trên, trái nó sẽ đậu dễ dàng hơn và nó không có hiện tượng bị chập nụ. Còn nếu bà con để trái to như thế này nè, là bà con mình thu hết cái dàn trái trên đây thì những cái nụ lên trên á
nó sẽ rất là dễ bị dập. Còn nếu như bà con mình thu trái mà nó sớm hơn á, sẽ không có hiện tượng nụ bị dập và nó sẽ đậu rất là nhiều, và mỗi mắt như vậy nó sẽ đậu một trái nha bà con, mỗi nụ một trái bà con nha. Và thêm một cái nữa mà Quỳnh muốn chia sẻ với quý bà con mình á, là về cái lực của cây. Nếu bà con mình mà thu trái nhỏ hơn tí nữa thì cái thời gian cho thu hoạch, cái thời gian bà con mình hái á, nó dài hơn, nó thu bền hơn. Và cái lực của cây á, bà con thấy cây đi rất là khỏe, cây đi là đọt rất là sung, rất là khỏe nha bà con nha. Thì vừa rồi quý bà con mình cũng đã theo dõi hết phóng sự ngắn về dòng dưa leo sen hồng SH72.5 của công ty hạt giống sen hồng được trồng tại khu vực huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa và đạt một kết quả rất là tốt. Đây là dòng dưa chịu nhiệt trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng ở tại khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ nha bà con. Bà con mình có thể là tham khảo dòng dưa leo sen hồng SH72.5 để trồng và canh tác trong cái mùa nắng nóng này nha. Và ngoài ra thì Quỳnh cũng xin chia sẻ với bà con mình cái dòng dưa leo phù hợp với điều kiện thời tiết là mùa mưa sắp tới của bà con mình. Thì bà con mình có thể tham khảo là dòng dưa leo sen hồng SH78 và dòng dưa leo sen hồng SH80 nha. Và để biết thêm được các thông tin về các loại hạt giống của công ty hạt giống sen hồng thì như Quỳnh xin kính mời quý bà con mình vào YouTube bấm là hạt giống sen hồng, bấm xem, bấm theo dõi và bấm đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được các phóng sự mới nhất nha bà con. Và bà con ơi, bà con mình có thể vào Facebook fanpage hạt giống sen hồng hay là kênh TikTok hạt giống sen hồng để tham khảo và xem các cái phóng sự ngắn về các loại hạt giống của công ty hạt giống sen hồng nha. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì như Quỳnh xin thay mặt cho toàn thể anh chị em trong công ty hạt giống sen hồng xin kính chúc quý bà con mình luôn được dồi dào sức khỏe, trúng mùa, trúng giá và đồng hành cùng với hạt giống sen hồng nha bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con phóng sự lần sau.